Vâng, và lúc nãy em cũng đã đánh giá một cái chiếc xe đạp FCR3300 màu xanh đen, màu đen điểm xuyết một vài chỉ xanh. Và tiếp theo hôm nay em cũng có về một chiếc FCR3300 màu bạc điểm chỉ trắng. Và bây giờ em cũng khá là mới và em làm cái clip ngắn để mà đánh giá cái độ mới và cái độ cấu tạo chi tiết của chiếc xe FCR3300 này. Xin mời các bác đón xem. Vâng, đây là tổng thành của chiếc xe. Các bác đang nhìn thấy đây, đó là dòng xe FCR3300. Nó sẽ khác hơn FCR3100 ở cái gì thì em sẽ phân tích sau đây. Đầu tiên là các bác có thể nhìn thấy logo của dòng sản phẩm. Đây là FCR3300 này, nó có chữ này của hãng Giant này. Thì con FCR3100 ấy thì nó chỉ có hai đĩa thôi, thì nó dòng là dòng Touring Light Rad. Và nip của nó đằng sau là nip con FCR3100 là nó chỉ có 8 tầng thôi. Còn con FCR3300 thì nó là 9 tầng và là 3 đĩa, cho là tổng con này là cho ra 27 tốc độ khác nhau. Còn con FCR3100 thì chỉ có 16 tốc độ thôi, thì nó là dòng Touring Light Rad. Còn con này nó là 3 đĩa, cho nên là nó có một cái tầng đĩa nhỏ để mà dành cho các bác thích leo đồi theo núi, là con này leo thật tốt hơn là con FCR3100. Còn con FCR3100 thì là sẽ để dành cho đi trong phố thì ok hơn. Còn tất cả hai con này đều đi trong phố đều ok. Thế còn con này thì có cấu hình đắt hơn và nó có thêm chức năng là 3 đĩa và 9 nip, tức là nip sẽ thêm một tầng và đĩa cũng thêm một tầng luôn. Bộ chuyển động của con chiếc này thì được trang bị là bộ chuyển động Shimano Acera thì cao cấp hơn con 3100 là một đời, bởi vì nó là Acera đời mới. Đời sau này nó giống cái đề nó vuông thành sang cạnh, nó giống đề DOJ Alivio. Bánh của chiếc xe dòng Touring này thì là đều bánh 700C và đây là một bộ bánh nguyên cặp của nhà sản xuất. Vành có thương hiệu Gian và Mayer cũng có thương hiệu Gian luôn. Về phần yên và cọc yên thì đều cũng nguyên bản có logo của hãng hết. Về phần sơn thì em đánh giá là sơn cũng khá là đẹp, không có một vết xước nào lớn cả. Sơn nguyên bản, chưa dặm tút gì cả. Em tất cả trong thời gian năm nay là em không có dặm tút gì xe hết. Tức là xe em về phải chọn những cái xe rất là đẹp để mà mua về một phát là chỉ việc bán luôn, chứ em không có sửa chữa nữa. Mất rất là nhiều công thời gian và cái chiếc xe này lại không đẹp nữa. Cho nên là em sẽ không lựa những cái đồ mà không đẹp mà em lấy. Em sẽ lấy từ năm 2019 này, em sẽ lấy đồ rất là đẹp. Đây là con mã vạch của hãng, các bác có thể nhìn. Đằng trên tay cầm của chúng ta thì là trang bị một cái tay chuyển số là Shimano Acera 9 tầng nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9 tầng cho đằng sau và 3 tầng cho đĩa đằng trước. Dạng tay cầm là tay bằng. Đây, chúng ta các bác có thể nhìn thấy là ghi phốt, các thứ cồn bát phốt là đều có logo của hãng Gian hết. Xe được trang bị phanh đĩa, dây cáp. Đĩa là cũng có chữ Gian luôn. Nước sơn thì rất đẹp, em thấy là không có cái vết xước nào lớn ở đây. Size trước này là size S thì phù hợp với người các bác cao từ 1m62 cho đến 1m72. Đùi đĩa Shimano 3 tầng, đằng trước cũng bên kia cũng thế. Đây, phần yên của chiếc xe cũng còn khá là đẹp. Vành 700C, Mayer Gian, vành Gian. Giá của chiếc xe thì em để ở tiêu đề, các bác nhìn tiêu đề và ngày tháng em đăng nhé. Tránh trường hợp mà nhiều cái xe em đăng lâu quá rồi em bán rồi các bác cứ hỏi. Em sẽ đợt này em sẽ để luôn cái ngày tháng đăng, bởi vì nhiều bác không biết xem ngày tháng đăng video. Ở phần bên dưới thì em để luôn vào tiêu đề. Và em để luôn vào giá, các bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 và em là Kiên 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh. Thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video khi em up lên kênh. Ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và cả một số dòng Thụy Sĩ hay là dòng đồng hồ Nga cũ, thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.